Thắng ơi, dạ con đi chơi đi để mẹ quyết cho. Con nhà người ta thì đi chơi đàn đúng, con nhà mình thì cả ngày làm việc nhà, một ngày thì quyết nhà 5 lần, mòn hết cả gạch đá hoa rồi đây này. Con đi chơi đi, nhanh lên đưa cháu cho mẹ. Đi chơi cho mẹ, chơi đến tối mới được về. Nhanh lên. Vâng ạ. Này Hằng, dạ. Mẹ vừa thấy con phơi quần áo xong, bây giờ lại vào quần khoai tây rồi. Con làm cả ngày thế con không biết chán à? Ngồi lên ghế xem tivi đi. Mà con ăn kem đi này. Con không ăn đâu mẹ ạ. Con làm nốt cho nó xong, tí còn đi học bài. Cháu chào bác Khanh ạ. À. Ôi giời ơi, trời mưa quá bác Khanh ạ. À. Cháu vào đây cháu chú mưa một tí. Ô, bắt kem hả bác? Ui giời ơi, nhìn xa cái kem này nhìn ngon đấy nhỉ. Ừ, cháu ăn đi. Mày phải hai đây hai một cái rồi. Ồ, kem ngon bác Khanh ạ. À. Ừ, thằng này được. Ừ, ăn đi. Đấy chưa, con nhà người ta thì ăn nhanh ăn khỏe như bỏ đói mấy ngày kìa. Con nhà mình thì chưa ăn ngay quá đi. Con nhà mình chỉ mời mà không ăn. Thế lý do gì mà không ăn hả con? Nhưng mà con đang làm dở mà mẹ, con đã làm xong đâu. Ô, thế này là không được rồi. Lý do không ăn kem là con ngấy hoặc là con không thích ăn nữa thì chấp nhận được chứ. Con lại làm việc này là không được đâu. Giúp việc thì đá bóng một đống ngoài sân đi kìa. Tranh hết việc của người ta thế. Mai người ta không có gì làm mà lỗi tại con đấy nha. Ô, cái đứa này, Hằng, mày bỏ ăn kem mà ăn đi. Cứ làm cái gì. Mẹ, ăn đi, mẹ xin con đấy. Hằng, con nhìn bà con đi. Ăn xong là biết lên ghế ngồi chứ thoải mái. Chỗ là để mẹ dọn cho. Dọn cái gì mà dọn, con lên ghế ngồi đi. Nhưng mà ngồi xem tivi này thì xem cái gì nhỉ? Ủa, thì hay à? Để tớ mở thái chú tivi cho mà xem. Hay lắm mẹ. Thôi, cậu xem đi, tớ đi lau bàn nhá. Này Hằng, con ngồi yên ở đấy xem tivi đến tối cho mẹ. Khi nào mẹ nấu cơm xong thì mẹ bê ra cho ăn. Còn lầu mãi, mòn hết cả bàn. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ăn gì ở đây đây? Hôm nay đang chụp ảnh này, tự sướng ấy, chụp ảnh mẹ. Hôm nay cô giáo trả bài kiểm tra cho con rồi. Được mấy điểm con? Con được tận 5 điểm. Ôi giời ơi, được tận 5 điểm. Vâng. Đúng là con trai của ta. Để mẹ gọi điện khoe ngay với bà Khanh mới được. Phải khoe. Alo. Alo, bà Khanh à? À, cứ về đây con tôi, nó vừa thi về, nó được tận 5 điểm đấy. Ui, sướng thế. Đúng là bà con đứa con mắt này mắt mặt. Ôi giời ơi, ừ thế nhá, tôi chỉ khoe bà thế thôi, nhá, thế nhá. Ừ, rồi. Hằng. Dạ, con chào mẹ đi học về. Ừ, hôm nay con thi được mấy điểm hả con? Dạ, con được 10 điểm nè. Ui giời ơi, con cái học hành kiểu gì thế này. Con nhìn xem, bạn Phú đấy, bạn của con làm bài được hẳn 3 điểm. Con làm kiểu gì mà được tận 10 điểm thế này. Mẹ thật sự thất vọng với con, lần sau học ít thôi. Cặp sách, cặp siếc gì mang lên mẹ cất hết đi, không phải học nữa. Này, bây giờ ấy, mẹ con mình đi ăn mừng đi. Đi mẹ. Đi ăn gà rán đi. Vâng. Bao nhiêu mẹ bảo đi. Đùi gà ngon mẹ nhỉ. Vô cô ca vậy. Vô cô ca xong rồi làm gì làm, ăn nè. Hả? Vô. Dạ. Uống. Lần sau con cố gắng được 3 điểm, mẹ đưa con đi ăn tôm Alaska nha mẹ nha. Đùi gà hôm nay như này cũng được rồi. Đâu rồi? Cuốn đâu rồi? Từ sáng giờ chưa thấy mặt mũi đâu. À, nằm ngủ ở kia. Dô mẹ ơi. Dô mẹ ơi. Dô. Nào. Dô cái gì? Cái gì? Mẹ giao việc từ sáng đến giờ không thấy mặt mũi đâu. Nào thì quét nhà, nấu cơm, chân lợn. Thế mà không làm việc gì đi ra đây ngủ. Hả? Hả? Ừ? Không học bài thì không học. Học hành cái kiểu gì mà cô giáo vừa điện là môn thì 3 điểm, môn thì 2 điểm, môn thì 5 điểm. Mẹ vừa khen con mà, mẹ còn bảo con đi ăn gà rán cơ mà. Khen đi mà khen. Trời ơi, cái mặt mũi ra này không biết giấu ở đâu này để nhục nhã. Con nhà người ta đi 9-10 điểm đấy. Nhìn em, nhìn con của bà Khanh đi. Ô mẹ vừa khoe con mẹ ăn nào. Xong à. Trời ơi, khoe à, bây giờ lên giường. Nắm lên giường, cho nắm bông đi. Hóa ra là mơ à? Mơ mộng gì? Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ KN Channel nha. Đừng quên truy cập vào Facebook Hằng Channel để kết bạn với chị Hằng nha.